trước khi xem clip này các bạn vui lòng xem clip bên kia để hiểu được cái track nó tập được những cái bài gì. Thì ở đây nó cũng tập được những cái bài tương tự. Tiếu sao chỉnh? Tiếu quanh kia tập đi ba. Tiếu yếu bọn treo đây làm gì? Cái khung này không dành cho kẻ yếu. Trip, USA High End Equipment Instructions. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Thor Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế High End của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với màu silver quyền thoại của tất cả phòng sim đẳng cấp trên thế giới, như một màu truyền thống của simmer. Đây là chiếc máy full, dùng chữ full của dòng Pro XL. Tên máy là Powerrack. Đó, một cái phòng gym đẳng cấp thì nó phải có một cái khung power rack. Nếu mà một phòng gym nó không có khung power rack á thì nó là một phòng gym chưa đẳng cấp. Rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau đến xem chiếc máy này nó khác chiếc máy này. Kế bên ở chỗ nào? Chiếc máy kế bên có tên là half rack. Chiếc máy này là power rack. Chiếc máy kia 75 triệu, chiếc máy này 110 triệu. Nhưng mà xin thưa các bạn, 110 triệu là không có cái này nha. Không có cái này. Cái này nó kêu là cái gì? Deadlift platform. Deadlift platform. Thì cái này là mua gắn thêm vô. Cái này nó cũng mấy ngàn đô, không nhớ. Không nhớ, tại vì mua gắn vô cho nó đẹp vậy đó. Các bạn mua cái máy không á thì nó không có cái này. Không có miếng gỗ trong luôn, không có miếng gỗ đây, không có cao su đây, không có khung này. Nó chỉ là khung bo rất bình thường. Còn Duy mua phiên bản full thì nó có đầy đủ. Ở bên quận Bình Tân và ở bên quận 12 nó còn có thêm đồ nối để tập T-Baro, One Arm Dumbbell Row. Đó, nhưng mà bên đây không cần. Tại vì sao? Tại vì tôi đã có chiếc máy 400 triệu đằng kia. Chiếc máy 400 triệu đằng kia nó một đống cây luôn, nên không cần mua nữa. Thì cái máy này căn bản tập y như máy bên kia, không có khác gì cả. Nhưng mà tại sao nó mắc hơn? Nó mắc hơn vì nó có một bộ khung vĩ đại hơn, nhìn nó ngầu hơn, nó vuông hơn. Đó, và nó mắc hơn ở đây nè. Đây. Nó nhiều hơn mấy cây này, nó mắc hơn. Tập được 2-3 tính năng. Ở trong đây á thì chúng ta tập gánh đùi, tập lưng gì đó, ngoài đây cũng tập lưng được. Đó, deadlift, cái cây này deadlift, cái khung này deadlift. Đó, nó mắc hơn là mắc ở cái gì? Ở cái thiết kế, ở cái chất liệu, ở này ở kia. Vậy thôi, còn mấy cái cây này nè, hay là mấy cái móc gì đó, nó y chang nhau. Trước khi xem clip này, các bạn vui lòng xem clip bên kia để hiểu được cái rắc nó tập được những cái bài gì. Thì ở đây nó cũng tập được những cái bài tương tự. Duy không nói nhiều nữa, mà thêm được cái bài deadlift ở đây. Thêm được cái bài deadlift ở đây thôi. Nên ở khu này á, anh chị em tới phòng gym của Duy tập á, deadlift nên deadlift ở đây. Ai mà deadlift nặng á, trên 60kg một bên đó thì nên tập ở đây. Còn ai mà nhẹ nhẹ thì ra đây, ra đằng kia, ra đằng đó, tập với PT lên lầu, chứ không được deadlift trên cái cây này nha. Rồi, vậy thì ở cái máy này chỉnh gì? Cái này giống cái này không? Hai này giống nhau bạn, chung module đó. Vậy khỏi chỉ nha, khỏi chỉ nha các bạn. Mấy bạn muốn biết chỉnh này sao á thì coi bên kia nó khác nhau cái gì. Ở cây này nè, cây này rất là khó chỉnh, khó. Cây bên kia vậy chứ dễ á. Cây này chỉnh sao thôi. Đó, ok chưa? Này, đó, thả ra. Yếu sao chỉnh? Yếu bên kia tập đi ba. Yếu yếu bọn treo đây làm gì? Cái khung này không dành cho kẻ yếu. Yếu qua máy Smith Machine.
Đó, yếu thì qua máy này. Khung này dành cho dân pro. Dân pro nha, yếu quá anh chỉ em vậy. Em nhỏ quá em vô đây em khiêng không có nổi. Cách thứ hai, đứng tư thế này, đưa mông ra sau, tay cầm khép lại, vào thật sâu đừng áp lực bờ hông. Rồi, buông ra. Rồi, từ vị trí này chỉnh lên nữa, đâu cần đâu, đâu ai lên trên đó đâu. Không ai lên trên đó cả. Ok. Nè, nhìn nè. Thả chỗ nào buông ra chỗ đó. Ở bên đây nhìn coi số 5, thì bên đây cũng phải chỉnh ra về số 5. Đó, số 5, chắc chắn đều rồi, khó nhìn. Ok chưa? Rồi, cây này lấy ra, để trên đây. Không để trên đây thì để ngoài đây. Rồi, chúng ta cùng nhau tập những bài huyền thoại của cái máy này. Đối với bài giật lưng và bài rock, bạn có thể tập trong này hoặc là tập ngoài đây đều được, như nhau thôi, chả khác gì cả. Ví dụ như giờ giật lưng á, đi không kê trên cây, đi ra ngoài giật. Đó, tác dụng cái này là gì? Pa pa. Đó, trên cây nó không có bò hoa của đây nha bạn. Cái này nó có cái lắp form thì bạn mới bò hoa cho được. Lên mức cao nhất 22. Ok, để chúng ta tập bài đẩy vai. Không, lên đây các bạn sẽ tập bài đẩy vai. Gác vô. Cái cây này dùng để đu xà thì các bạn có thể đu xà trên máy này. Rồi bây giờ Duy sẽ chỉ bạn đu xà một kiểu khác, nó tương đối nó bá đạo nhưng mà chơi được các bạn. Ai đu được như Duy là giỏi lắm đó nha. Ai đu được như Duy là giỏi lắm đó. Bắt trước nhưng mà phải level cao à. Này minh họa thôi nha mấy bạn. Nhẹ nhàng thôi chứ bình thường Duy chơi full cây nè. Duy test sàn. Cái đó là test sàn. Mấy bạn không làm như vậy nha. Mấy bạn không làm như vậy. Mấy bạn xuống là xuống nhẹ nhàng thôi. Nè, xuống là xuống như nè. Đó. Âm thanh Duy thích. Nè, cái clip ví dụ như nặng đi, ví dụ nha. Nặng là lên cái xong thả xuống. Hay là nhẹ thôi nha ba. Thả mạnh quá đuổi. Nè. Đó, deadlift á, vậy thôi. Tức là có thả đó, là cái động tác. Cái tay chúng ta xuống đây thì chúng ta mới thả. Chứ không phải ông nội đứng đây, ông nội thả xuống nha ông nội. Đó, nhớ các bạn tập kỹ giùm Duy cái này cái.
Mặc dù là Duy trang bị đồ xịn sò rồi đó, nhưng mà đừng có phá. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là với video hướng dẫn vừa rồi của Duy, các bạn biết được cách sử dụng máy này. Cho dù các bạn đến THOL, các bạn không có PT, các bạn vẫn dùng được cái máy này một cách nó khoa học nhất, một cách nó theo sự hướng dẫn của một người truyền tải chịu trách nhiệm từ cái khâu mua máy, set up phòng gym và phục vụ dịch vụ với các bạn. Xin thân ái kính chào. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Ho Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Powerrack 2M Half-Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.